Các bạn thân mến, thông thường thì chúng ta vẫn hay làm những loại mặt nạ được làm từ mật ong hay là những loại trái cây. Tuy nhiên các bạn có biết không, nếu chúng ta làm những loại mặt nạ từ những loại hoa thì cũng rất là tốt đó. Bởi vì đây là những loại từ tự nhiên nè, sẽ có tác dụng dưỡng ẩm cho làn da, làm sáng da và có tác dụng tẩy tế bào chết. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thực hiện những phương pháp làm đẹp từ các loại hoa. Trước khi chúng ta đắp mặt nạ thì có một bước cực kỳ quan trọng mà các bạn nên nhớ, đó chính là chúng ta sẽ xông da mặt. Bởi vì khi xông da mặt thì lỗ chân lông của chúng ta sẽ mở ra nè, giúp tinh chất được thấm sâu hơn. Và sau khi chúng ta đã chuẩn bị một lượng nước nóng khi mà vừa nấu xong thì tốt nhất hãy nên cho vào đây thêm một chút ít cánh hoa hồng đã giã nhuyễn. Ở đây thì Kim Hằng sẽ sử dụng từ 7 đến 8 cánh. Giã nhuyễn nhé. Cánh hoa hồng khi chúng ta cho vào nước xong thì sẽ có tác dụng là làm sạch sâu cái làn da nè. Bên cạnh đó thì những bạn nào mà có làn da nhạy cảm quá đó thì nó cũng sẽ giảm tình trạng bị dị ứng hay là mẩn đỏ. Và loại mặt nạ đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện đó chính là mặt nạ loại bỏ những cái vết thâm. Nguyên vật liệu thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ chuẩn bị bột nghệ, cho vào 1 muỗng bột nghệ, sữa tươi chúng ta sẽ cho vào 2 muỗng. Tất nhiên nguyên liệu chính của chúng ta sẽ là những cánh hoa hồng đã giã sẵn. Bây giờ Kim Hằng sẽ cho vào một ít bên trong hỗn hợp. Như vậy là xong rồi đó các bạn ạ. Sau khi mà chúng ta đã trộn đều hỗn hợp này xong thì sẽ rửa mặt thật sạch nè. Sau đó thì sẽ xông mặt và tiếp tục cho cái lượng hỗn hợp mà chúng ta vừa làm và đắp kỹ lên mặt. Chúng ta sẽ nằm trong khoảng là từ 3 đến 5 phút cho hỗn hợp thấm đều vào da. Sau đó sẽ rửa mặt thật kỹ. Với những cái tác dụng như là bột nghệ thì sẽ trị thâm nè. Tiếp đến thì sữa tươi sẽ giữ ẩm cho làn da. Và hoa hồng thì sẽ xoa kích lỗ chân lông. Hy vọng là với công thức này thì những bạn nào mà chúng ta đang bị những cái vết thâm mà do mụn để lại trên mặt á, sẽ thực hiện một tuần chỉ cần 3 lần mà thôi thì sẽ thấy được hiệu quả đáng kể. Vừa rồi thì chúng ta vừa đến với mặt nạ để trị những vết thâm. Ngay bây giờ sẽ đến mặt nạ dành cho những bạn muốn làn da trắng sáng hơn. Rất là đơn giản thôi, chúng ta sẽ chuẩn bị bột đậu xanh. Ở đây thì Kim Hằng sẽ cho vào đây một muỗng. Tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng sữa chua. Và các bạn nhớ là sữa chua không đường nhé. Kim Hằng sẽ cho vào 2 muỗng. Và cuối cùng sẽ là những cánh hoa hồng đã được giã nhuyễn. Bước tiếp theo chỉ việc trộn đều hỗn hợp này lên. Với nguyên vật liệu chính là hoa hồng thì bên cạnh đó thì còn có bột đậu xanh và sữa chua sẽ giúp cho làn da của chúng ta trắng sáng và mịn màng hơn nếu như các bạn chăm sử dụng một tuần từ 2 đến 3 lần.